I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health with Cactus. Thì xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health with Cactus. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một con game thâu lệnh gầm ơi ha. Nãy nó hiện ra hai cái nút đó thì các bạn bấm vào cái màn hình đen là nó tự nhảy qua ha. Đừng có bấm vô mấy cái nút nãy nha, bấm đại qua mấy cái bên này nè đó. Là nó sẽ tự vào ha. Rồi ở đây các bạn, đây là cái tên đăng nhập nè. Đó, các bạn nhập cái gì thì nhập. Đây mình nhập là cả nhà yêu ha. Đây chọn cái server. Server là server này. Rồi bấm vào. Còn bạn nào mà thấy lắc quá thì có thể ra face IP vào ha. Đây là nhân vật nam, đây là nhân vật nữ. Đó. Ngực tấn công, mông phòng thủ ha. Đó, ok. Chọn nhân vật nam. Hiện tại thì game tương đối là cũng hơi được ổn ổn ha. Ở đây nó không cho đặt hơn 6 ký tự. Rồi ok. Nãy giờ nó quay là quay vậy. Bây giờ thì vào game ha. Đấy. Anh ấy đây. Chạy nhiệm vụ một chút ha. Để nó cho gì nè. Không có cho gì hết. Rồi bây giờ hướng dẫn các bạn thâu nè. Bấm vào đây và bấm vào cái link bên dưới ha. Bạn nào có xài, bạn nào thích mở cái file test thì bấm vào file test, còn ai mà có quật thì mở vào file quật ha. Đây mình dịch luôn nè. Đó, dịch bằng Google Chrome ha. Đâu rồi, đây là level nè, đây là vàng nè. Rồi ok, để nó lại. Dịch phải tiếng Trung ha, đem tiếng Việt dịch là thấy ngu rồi đó. Không hiểu gì luôn đâu. Không có chửi các bạn ngu mà mình chửi cái máy nó ngu đó, nó không hiểu đâu. Đây không có vàng, không có gì hết ha. Rồi. Level đang level 4 ha. Level 500. Đây kéo luôn cái này ha. Nó đi chung với nhau đó các bạn. Ủa đâu rồi? Thì nó không lên ta. Như sai sai. Như làm lại coi. Như chắc về nè. Nãy giờ quên. Đây nè, nó nằm trong hư nè. Đó, phải không? Lên rồi phải không? Nè, lên rồi nè, lên rồi nè. Nó hơi chậm một chút nha các bạn. Đó lên rồi đó. Đó lên rồi đó, lên rồi đó. Chưa có mở gì luôn. Kiệt chứ. Ba trăm mấy cái lên quá trời luôn.
đồ lô thì chứ. Đây trong thư nè, nó cho gì nè, cho gì thì mình cứ nhận hết ha, nhận đi rồi chút tính tiếp. Rồi bây giờ chúng ta thâu Kim Nguyên Bảo ha. Nguyên Bảo thì đây, để nó tính từ cái A cộng đó nha các bạn. Thâu đủ xài thôi ha. Đó, rồi, có rồi đó, có tiền rồi đó. Đâu rồi? Đây, thâu đủ xài thôi ha. Nó bảo cái gì 150 gì nè. Rồi tiếp tục thâu item đi test gì đây, để dịch coi coi. Để dịch qua coi nè. Level xong rồi. À cái này là Liban. Bác nè, Liban gì nè. Có trang bị nè, bỏ cái này đi. Item đó, cấp truyền huyết và thanh kiếm đang trỗi dậy. Ok ok, lượm cái này. No no item, okay. Nó sai cái gì đây? Đây, chắc đây nè. Rồi. Vẫn là no, tại sao? Là chọn nào ta? Clear bang. À đây nè, đây nè, đây nè, thấy rồi, thấy nó rồi. Vẫn là no, tại sao? Khó hiểu. Đây được mua nè, có tiền là mua thôi. Lên là lên là lên là lên. Lên nè, lên nè, lên nè, lên. Ô, mua lâu dữ ta, mua nãy giờ nhiều lắm rồi đó chứ. Rồi sắp hết rồi kìa. Mở quà còn hơn, mở quà Valentine nè. Đây là VIP. Ủa tại sao nó lên ít VIP vậy ta? Để nạp tiền thêm nó mới lên nữa ta, thử coi. Thử hai lần nữa ha. Một lần, hai lần. Đây vẫn gần 14. Tô lô vậy. À chắc là xài Kim Nguyên Bảo nó lên VIP đó các bạn. Để chắc âm Kim Nguyên Bảo rồi quá. Âm thiệt rồi. Âm thì chúng ta vô chúng ta ăn tiếp ha. Rồi nãy mà như mình nói các bạn đó, ăn vừa đủ rồi ha. Ăn như mình là giờ mắc nghẹn rồi đó. Một lần, hai lần. Rồi ok rồi đó. Ủa vẫn còn âm, vẫn còn âm một lần nữa. Có mấy ông tướng nào đang auto kìa. Đậu phụ. Cho nó vẫn còn âm ta. Thấy chưa, một lần chơi ngu là một lần mệt. Giờ mới sure, ok sure. Không hết âm má ơi. Thôi tạo lại con mới ha. Đó, tạo lại con mới chúng ta vào hâu tiếp. Thời gian còn dài mà. Đây được tạo 4 con nè. Đó.
Bạn nhớ nha, thâu vừa đủ xài thôi nha, thâu âm là xong rồi nha. Hỏi làm nhiệm vụ luôn. Rồi đó, ăn lên level luôn. Đánh có lợi ai đâu mà kêu đi lấy boss đánh trời tào lao. Rồi bây giờ đi tìm có cái gì ngon ngon nữa không? Tổng hợp trang phục thánh 3 sao đá thuộc tính đan điền, thiết bị cấp 10 màu đỏ của trò chơi. Đủ đó đó, trời ơi, thiết bị cấp 10. Ừ, nguyên cho ta mặc đồ một chút coi. Ô, phải chuyển sinh à? Ồ. Có một số món nó kêu chúng ta là phải chuyển sinh mới mặc được ha. Đây là con bét, hồi nãy con bét mình đâu rồi ta? Lên lấy VIP mới được, VIP làm sao mà có đây? Trời, con bé dễ thương ghê các bạn. Thời gian như thôi đưa. Không ai cho tôi tặng bông hết. Mở nào. Upside down.
có cánh luôn nè. Ủa hình như đẩy kho rồi. Đẩy thiệt. Kinh nghiệm nè, đó 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 đó, mua nè. Hình như phải trùng sinh mới lên cấp được các bạn ơi. Ở đây trang bị nè, nó đẹp không? Ủa mà cái này hình như là à, mua cái này cộng nó lên được. Ok ok. Ok ok, có tiền có tiền. Nó lên được đấy. Vẫn không biết đường để cộng nó lên. À bấm vào đây nè. Ôi dồi ôi. Giờ thì em đã hiểu. Bấm vào đây, bấm vào đây. Ôi hết rồi, hết rồi. Ăn cái hết luôn rồi. Ủa à, cộng chung quá, chắc mấy cộng chung mình hả? Nó báo là ở đây còn một cây nữa. Tào lao vậy. Rồi linh thâu ở đây ha. Các bạn tự thâu ha. Kho báo rơi từ bầu trời. Cái gì quá yêu thương gì, gọi cho nó đi đánh một vòng coi. Giờ này là 8 giờ rưỡi ha, 8 giờ rưỡi tối. Là thấy là cái nó đánh cũng hơi mượt ha. Tại vì giờ này là cái giờ cũng giờ linh ha. Nó đánh vậy là thấy cũng mượt lắm rồi. Nhưng mà quan trọng là sao VIP nó không lên nè. À mua cái này nè, trời ơi. Nãy giờ tôi có thấy đâu. Mà vô đây sao không mua được.
gian như thôi đưa. Thôi các bạn chơi đi, bây giờ mình đi ăn uống đây. Chào tạm biệt các bạn, có gì rảnh mình sẽ like con này ha. Bây giờ mình đi ăn đây, đói bụng rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và share ủng hộ mình nha. Bye.